Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung Trần.vn, mình là Minh. Dell XPS luôn là một cái sản phẩm rất là cao cấp ngoài thị trường và có rất là nhiều các bạn quan tâm. Cách đây không lâu thì Dell đã cho ra mắt những cái sản phẩm mới của mình tại hội chợ công nghệ CES 2022. Ở đây thì có rất là nhiều những cái sản phẩm mới từ Dell, trong đó sẽ có nổi bật là Dell XPS 13, 15 và 17 inch. Nhưng mà nó sẽ không có cái điểm gì khác biệt nhiều so với những cái thế hệ tiền nhiệm đâu các bạn ạ. Ngoại trừ là nó chạy một con chip Intel Core thế hệ thứ 12. Vì vậy nên là tất cả sự chú ý, sự quan tâm của chúng ta đều đổ dồn vào chiếc máy Dell XPS 13 Plus 9320. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đi xem, chiêm ngưỡng lại chiếc máy đó và để xem là nó có điểm gì khác biệt so với những cái chiếc máy khác ngoài thị trường không nhá. Ok, bắt đầu tôi nào. Ok, đầu tiên chúng ta hãy cùng ngắm qua siêu phẩm này một chút nhé. Về thiết kế thì theo hãng công bố, chúng ta sẽ có một cái lớp vỏ ngoài của chiếc máy được làm bằng kim loại thân thiện với môi trường các bạn ạ, làm giảm lại lượng khí thải carbon. Tuy thiết kế mỏng nhẹ đấy nhưng mà nó cũng vô cùng là cứng cáp. Và chúng ta sẽ có hai option màu khác nhau, đó chính là màu đen và màu trắng. Các bạn có thể thấy ở chiếc Dell XPS 13 Plus này, nó khác hoàn toàn so với những cái chiếc máy mà ở ngoài thị trường luôn. Nó hướng đến cái sự tối giản nhưng mà nó không đơn điệu đâu các bạn nhé. Đây là một chiếc máy được tích hợp rất là nhiều những cái công nghệ độc đáo đấy. Về cổng kết nối thì ở chiếc Dell XPS 13 Plus này thì chúng ta sẽ được trang bị hai cổng USB Type-C thôi các bạn ạ. Và đây đều là những cổng Thunderbolt 4. Wow, như mình có nói ở rất là nhiều video trước đúng không? Thì USB Type-C nó đúng là tương lai đấy các bạn ạ. Hiện tại thì mọi người đều thích những cái thứ đơn giản, một chiếc máy tính mỏng nhẹ. Vì vậy USB Type-C nó đúng là một cái sự lựa chọn rất là phù hợp. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì nó sẽ có hơi bất lợi khi mà sử dụng những cái chiếc máy mà chỉ có hai USB Type-C mà thôi. Đó là các bạn phải mua một cái hub chuyển đổi bên ngoài và lúc nào cũng phải cầm đi, nó sẽ hơi bất tiện một chút đúng không? Cái điểm nổi bật và thu hút ánh nhìn của người dùng nhất đó chính là về phần mặt C của chiếc máy các bạn ạ. Chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím được làm tràn viền luôn các bạn ạ. Bàn phím sẽ bao trùm luôn cả mặt C. Cũng chính vì vậy nên phần keycap chúng ta sẽ được làm rộng hơn rất là nhiều so với những cái chiếc máy khác ngoài thị trường. Dell cho biết đây là cái bàn phím Zero Lattice mà có hành trình phím lên tới 1mm các bạn ạ. Vì thế chúng ta đánh máy sẽ cho một cái cảm giác rất là thật và rất là mượt. Ngoài ra thì ở cái hàng phím từ S1 đến S12 bên trên ấy, thì sẽ thay bằng là một cái dãy phím điện dung các bạn ạ. Nghĩa là chúng ta sẽ không có cái hàng phím vật lý nữa. Wow. Và chúng ta có thể chuyển đổi giữa hàng phím S1 đến S12 đó bằng những cái phím chức năng, bằng cách là chúng ta sẽ ấn phím Fn cộng với cả phím ESC các bạn ạ. Dell có nói là việc bỏ đi những cái dãy phím vật lý đó sẽ chừa nhiều không gian hơn để tăng hiệu năng làm mát các bạn ạ. Và trải nghiệm người dùng cũng sẽ tăng lên rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ hơi bị quá là sớm khi mà nói đến cái vấn đề đó. Các bạn có thấy cái phím điện dung, dãy phím điện dung đó ấy, nó gần giống với phần touch bar ở Mac không? Nhưng mà ở thời điểm hiện tại ấy, thì những cái sản phẩm mới của Mac đã bỏ hẳn đi cái phần touch bar đó rồi. Không biết là Dell đây sẽ là một cái cải tiến vượt bậc sự thành công của Dell hay là đi lại cái vết xe đổ của MacBook nữa. Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất đúng không các bạn? Nhưng mà phải nói là hướng đi này của Dell rất là bất ngờ đấy. Và khi mà mình có chiếc máy đó trên tay thì mình sẽ review thật kỹ cho các bạn xem nhé. Một cái điểm mà mình rất là thích ở chiếc Dell XPS 13 Plus này đó chính là cái phần bàn di chuột hay còn gọi là phần force pad, được làm kín liền mạch. Và như các bạn thấy đấy thì nó sẽ mất luôn cả cái phần chuột tạch ở những cái mẫu laptop trước đây các bạn ạ. Khi các bạn nhìn vào ấy thì các bạn sẽ không thể thấy được đâu là cái bàn di chuột luôn ấy. Và mình có tìm hiểu thì cái bàn di chuột này khá là lớn. Nó sẽ bắt đầu và kết thúc ở hai đầu phím Alt các bạn ạ. Nói gì thì nói, đây cũng là một trong những mẫu laptop rất là độc lạ và nó khác hoàn toàn với những cái mẫu laptop khác ngoài thị trường đúng không? Về phần loa của chiếc Dell XPS 13 Plus này thì nó sẽ có 4 giải loa các bạn ạ. Hai giải loa sẽ được làm ở mặt D, còn hai giải loa còn lại sẽ được đặt ở phía dưới bàn phím, giấu kín ở đó.
Wow, đây là một cái thiết kế thật sự là rất hứa hẹn đúng không? Chỉ cần nghĩ đến lúc mà mình xem phim nghe nhạc thôi thì đã gọi là chấm hết luôn rồi các bạn ạ. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một chiếc màn hình 13.4 inch với rất là nhiều option khác nhau để cho các bạn lựa chọn, từ độ phân giải là Full HD cộng đến độ phân giải 4K UHD cộng luôn các bạn. Mình sẽ để cái ảnh ở đây cho các bạn xem nhé. Đặc biệt lần này chúng ta sẽ có độ phân giải là 3.5K với tấm nền OLED các bạn ạ, màu sắc sống động hơn này, độ phản hồi nhanh hơn, tỷ lệ tương phản cao hơn. Và tất nhiên là giá thành cũng sẽ đi cùng với từng độ phân giải và từng màn hình riêng các bạn nhé. Về hiệu năng thì chiếc máy đã chạy một con chip là Intel Underlake P, một con chip thế hệ 12 mới nhất của Dell, và nó sẽ có công suất là 28W chứ không phải là 15W như ở những cái chiếc chip U tiết kiệm điện nữa các bạn ạ. Vậy là những cái con chip của Intel ấy thì sẽ chia ra làm 3 dòng chính ở cái thế hệ mới này, đó chính là dòng Series H này, Series P và Series U. Với chiếc máy Dell XPS 13 Plus của chúng ta thì sẽ có rất là nhiều cấu hình khác nhau để cho các bạn lựa chọn. Chúng ta sẽ có cấu hình i5 này 1240p, rồi i7 1260p, rồi 1270p, 1280p của i7 nữa. Về các đồ họa thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng một chiếc card đồ họa là Intel Iris Xe nha các bạn. Còn về RAM thì chúng ta sẽ được nâng cấp lên loại RAM là DDR5 với bus RAM là 5200. Nó cao hơn rất nhiều so với DDR4 là 4200. Và cũng sẽ có rất là nhiều option RAM để cho các bạn lựa chọn, từ 8GB RAM đến 32GB RAM luôn. Còn về SSD thì sao? Chúng ta sẽ nâng cấp được lên 2TB SSD các bạn ạ. Và SSD lần này sẽ được nâng cấp lên là PCIe 4.0. Nó có tốc độ truyền dữ liệu là 16GB trên giây. Nó cao gấp đôi so với 8GB trên giây ở Dell XPS 13 9310 đấy. Về phần tản nhiệt thì chiếc Dell XPS 13 của chúng ta sẽ có một chiếc quạt lớn hơn, luồng không khí tốt hơn lên đến 55% các bạn ạ, mà không hề nghe tiếng ồn luôn. Và về pin đi thì chiếc máy sẽ được trang bị với viên pin 55Wh và chỉ cần 1 tiếng đồng hồ thôi là chúng ta sẽ được sạc lên đến 80%. Wow, ảo thật sự đúng không? Như các bạn thấy đấy, thì chiếc Dell XPS 13 Plus này, đây là một cuộc cách mạng rất lớn của Dell về cả phần cứng lẫn thiết kế luôn. Thật sự đây là một cái sản phẩm rất là đáng mong chờ đấy. Ok, tổng kết lại thì chiếc Dell XPS 13 Plus 9320 được nâng cấp rất rất nhiều so với những cái thế hệ tiền nhiệm như là XPS 13 9310. Nhưng mà những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho các bạn ấy chỉ là những cái thông tin ở hãng thôi nhá. Chúng ta vẫn phải có cái thời gian thực tế để trải nghiệm em nó. Mình nghĩ là khoảng một vài tháng nữa thôi là chiếc máy sẽ về Việt Nam rồi. Lúc đó thì mình sẽ test ngay nó cho các bạn xem. Và bây giờ thì các bạn có thể đặt hàng trước tại hệ thống laptop của Trung Trần rồi các bạn ạ. Và bây giờ thì mình cũng sẽ kết thúc video này đây thôi. Vì thuật toán của YouTube thì ưu tiên những video nào có nhiều like, nên các bạn hãy ủng hộ chúng mình bằng cách like và subscribe kênh YouTube nhé. Ok, bye bye.